Chào quý vị các bạn. Hôm nay mùng 2 đầu tháng, công ty vàng bạc đá quý Hiệu Thảo 2 cho ra lò cặp đôi hoàn hảo, đó là cặp đôi Nhất Ngọc và một Nắc Ngọc, với thiết kế rất là đơn giản theo yêu cầu của quý khách. Công ty vàng bạc quý Hiệu Thảo chúc quý khách đầu tháng may mắn, nhà mâm phát tài phát lộc với bộ siêu phẩm ngọc phỉ thúy. Xin các bạn xem và cho ý kiến đóng góp, mà ý kiến xin hãy like và share, ấn vào nút chuông để báo theo dõi clip tiếp theo, ấn vào nút đăng ký hoàn toàn miễn phí để đăng ký xem những clip đưa ra những sản phẩm mới ra lò về trang sức vàng, trang sức đá quý ngọc về nhẫn nữ, đây nhẫn nam, ra những siêu phẩm rất đơn giản nhưng rất bóng đẹp. Bóng, độ bóng rất cao. Cặp đôi Nắc nhìn rất đơn giản, nhìn rất bóng đẹp chắc chắn. Trọng lượng nắc này là gần 5 chỉ, 4 chỉ 8. Nhẫn này là 2 chỉ 8. Rất đẹp các bạn nhé. Đầu tháng chúc quý khách của công ty vàng bạc đá quý Hiệu Thảo 2 là một tháng mới sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, như một sản phẩm ngọc rất đơn giản, rất bóng. Đồng 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 đẹp ngon ngon. Đồng xem đồng đồng khủng khiếp. Như cái điểm mọi người hãy mọi người xem clip này, hãy like và share, ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút quả chuông để báo theo dõi clip về lần sau. Mọi người hãy ủng hộ công ty để công ty có thêm động lực để ra những sản phẩm thật là đẹp, phục vụ
bà con. Số điện thoại của công ty là 08545 89999. Xin được phục vụ quý khách nhiệt tình.